Ok anh em, hôm nay mình sẽ thị phạm cho anh em hốt một ổ ong ở tạm nha. Ổ này ổ chúa tơ nha. Đó, anh em thấy không? Một tích tắc luôn, 1 phút 30 giây. Rồi, ok. Lên. Mới lên nè, thấy chúa luôn nè. Tẩm, dính. Nè. Đi rồi sao đây, đang từ từ. Đây, mới lên tẩm chúa, dính luôn. Nhanh gọn lẹ. Hốt bắt con chúa nhanh gọn lẹ anh em. Anh em thấy không? Nhanh gọn lẹ. Mới lên anh em đếm đủ 1 phút 30 giây chưa? Rồi rất là sang. Lại lẹ mày, quá 1 phút 30 giây của tao mày. Rồi mình sẽ móc vô đây. Mình cho vô cho ổ tê này cho sang gì dưới sang nuôi. 1 phút 30 giây. Chúa ơi, mình xử lý cho nó vô nha. Nãy đập máng không chịu vô. Bảy rồi. Không, vô chúa đừng lo. Nó vô đó. Giữ nguyên hiện trường. Mới tay anh ba. Bắt được chúa rồi nó sẽ vô thôi. Một tơ mà ổ mạnh. Thấy giờ ổ nhỏ chứ mà nó hoạt động mạnh lắm đó. Rồi để nó vô mình, vô đầy nổ mình sẽ đem xuống. Rồi đem về cho sang anh em. Đó là một ổ đang hốt. Nó đang vô đó, mình để gác nón cho nó vô. Mình quay xuống đây mình thấy một ổ nữa mà hết nón rồi, để lát coi mình bắt được con chúa mình túm con chúa mình máng trước để ổ này vô hết cái đã. Rồi xong bây giờ ổn rồi, ổ này đây nằm đây, giờ mình với sang sẽ túm ổ này lại từ từ nhẹ nhẹ thôi, kéo từ từ xuống. Ổ này nhỏ chứ chất lượng, con chúa quá trời mập luôn, con chúa này mập cũng thua giận sang bảy rồi. Đúng rồi, từ từ vậy đó em. Mình sẽ sụp mùng cho nó. Mai cái ngoài mùng rộng ngoài nó sẽ làm nó dễ hơn. Ngày này dễ kiếm ăn lắm nè. Ngày chục mười mấy vít. Sáng giờ tôi chục mười mấy vít rồi đó. Này, hôm nay mình đi dọc đường về. Đó, anh em thấy dễ ăn không? Đó, vậy là lụm. Đó. Ok, thu phục thành công một em. Rồi, để cây xuống. Còn một em bên đó nữa. Được. Nha. Để mình kiếm ông chúa bên đó, tập đó luôn. Để mình đi dạch đây, kiếm chúa luôn anh em ơi. Chúa nằm đâu đây trời, nó dễ giặt kiếm, nó nằm đâu đây,
đấy. Ngắm được. Thử nằm trên. Chúa lồi đầu ra này, có cái hết nón này, có nón dễ bắt. Chụp mình mấy đâu rồi hết thấy. Đèn tổ ong mới bốc bài này, nó bay dưới đây nè, đáp vô đáp vô. Trời Chúa, quá trời. Mày đông lắm. Nó bay đầy trời chứ. Đứng bên đây Chúa, vô bên kia thì hấp mắm. Coi Chúa nó vô bên nào nha. Rồi hai cục, cục trên cục dưới. Mưa cục trên. Còn đông lắm, vô hai cục rồi. Vô hai cục rồi Trang ơi. Chụp Chúa vô cục trên quá, giới sẽ tới. Chưa thấy Chúa vô. Đừng kệ nó. Kệ nó. Kệ nó sang. Từ sang. Có thể nó hai bầy á sang. Nó đang tách bầy, có thể hai bầy. Cái lửa nó. Chúa vô nó sẽ kiểm quân. Rồi nó mới chui vô trong. Nè. Rồi vô trong rồi, ủa dạ. Dính rồi. Dính động tay. Bóp ngay con ong kia. Đây. Dính. Là cho không mấy đồ xoay dài, hai ba đồ xoay dài này. Bóp bằng chuông, bóp ngay ngon kia, đẩy vô bóng đồng tay. Rồi kéo rồi.
Ừ. Gieo đỡ. Mình đi ra kia mình cái nón. Ừ. Quá nhắm chui gà. Từ từ mình máng đỡ mà. Trên cây bự đâu có gì chỗ nào máng. Đó, từ từ nó qua chú à. Ở trên nó bày trên nó đang gom xuống. Nó qua chú rồi đó. Tại thường thường nó vô mà nó phải vô kiểm quân cái. Chú ra được rồi, ăn cám. Kiếm một dây nào máng qua bên đây để mình làm dây máng qua. So thì ok. Máng đây mơ chìm lấy ông chú ra dễ ha. Mình gửi tạm. Sao? Sao lên trên được đây? Sao máng vô ổ được đây? Ông mua vô ông chúa là được. Rồi, ok. Nó mua rồi, gửi tạm đi. Về lấy nón này tính. Rồi, sớm về về hai anh em mà thiết kế cái nón xong rồi anh em. Bây giờ quay lại tấm nó nha. Cho bớt lộn. Rồi đấm. Lấy ông chúa ra trước đã. Nó chơi gì nè. Không bị lạc ông chúa. Đó, mình chơi gì là không bị lạc ông chúa anh em ơi. Sửa lại cái mình móc vô trong nón luôn nè. Con bự dắt đây luôn, mời lấy. Dính cây cậy. Rồi.
chua ở đây nó sẽ vô đây. Rồi, từ từ nó sẽ vô. Mình đợi chút xíu nó vô xong thì mình sẽ đem nó về anh em. Nó còn ba vòng vòng trên cũng ít anh em ơi. Đa số nó vô đây nhiều rồi nè. Đang gom vô. Rồi cũng chiều tối rồi. Nó gom lẹ, tối nó cũng gom lẹ. Trên này còn đang ít nữa nhưng mà nó sẽ xuống lẹ. Rồi. Vậy là cũng ok. Thôi mình đi sang chào anh em nha. Hẹn anh em vào clip sau. Anh em xem có hay thì cho mình một like lượt cũng chia sẻ nha. Rồi, cảm ơn mọi người nhiều nha.